Xin chào các bạn, lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ tiếp tục chơi Project Playtime của Bubble Playtime các bạn. Và hôm nay Ship mặc đồ mới các bạn. Mỗi ngày một bộ đồ mới cho các bạn xem. Đồ mới của Ship nè. Đó, đồ của Ship đang mang là có ba lô của Mommy Long Legs nha các bạn. Các bạn có thấy cái ba lô dễ thương không? Và hôm nay Ship sẽ trở thành Mommy nha các bạn. Mở khóa Mommy Long Legs. Có skin của Daddy Long Legs nè, với lại skin Mommy Bạch Tuộc. Hôm nay Ship sẽ chơi skin của Daddy Long Legs nha các bạn. Ok, và trước khi vào video các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh cũng như bình luận bên dưới. Trời ơi, quá trời luôn, không biết bắt đứa nào trước đây. Trời ơi, chạy kìa, một đống người luôn các bạn. Các bạn xem Ship chắc các bạn cũng biết là chiêu của Mommy Long Legs có những chiêu gì rồi đúng không? Đó chính là nhìn xuyên tường nè, dài tay ra nè, rồi bắn tơ cho địch chạy chậm nè các bạn, cho mấy người chơi chạy chậm để mình bắt đó các bạn. Hiện tại thì Mommy là con quái vật mạnh nhất trong tất cả con quái vật các bạn. Và con hất ghi là con yếu nhất. Một bạn đã ra đi. Để Ship đem Ship quăng vô cái lồng cho hất ghi ăn thôi. Làm sao mà thoát khỏi Daddy Long Legs. Ôi hello good. Nhưng mà Ship đang cầm cái đứa này rồi, Ship không có thể nào bắt đứa kia được. Ship phải bỏ nó vô Ship mới bắt được. Rồi tới đây. Ủa đóng cửa các bạn. Ơi đây tính lại cứu à. Lại đây nào. Đừng chạy. Chạy cũng vô ích thôi. Nạp mạng đi nào. Chết nè. Không biết các bạn nào chơi được game này chưa. Các bạn nào chơi được rồi thì kết bạn với Ship, chơi chung với Ship nha các bạn. Gì đây? Ui, bị lắc các bạn, có một đứa đứng nhìn nè. Này thì đứng nhìn. Vô luôn. Ơi cái đứa Ship mới bắt hồi nãy nó thoát game luôn rồi. Ôi, dưới kia có cái hàng màu xanh dương các bạn. Cái hàng hồi nãy Ship bắt chưa được nè. Đâu rồi? À đây, cái hàng này mới bắt được cứu rồi nè, nhưng mà nó ngu quá. Nó cứ đứng làm gì các bạn, nó không chịu đi giải đố. Này thì không giải đố. Không giải đố thì Ship cho nó giải thoát luôn nha các bạn. Ok. Còn bốn người các bạn, bốn người đang giải đố. Bốn người này mới tìm được có một bộ phận. Chạy đi đâu? Ở đằng xa kia có một đứa nữa nhưng mà không bắt được các bạn. Chạy đi đâu mà vội mà vàng. Ok. Ủa đang cứu các bạn. Đang cứu. Ôi. Rồi thằng này. Cái thằng này là chơi dở nhất luôn á, bị bắt hoài à, chắc tí nó chết luôn các bạn. Ship nghĩ nó chết luôn rồi. À, good nè các bạn, good mặc skin của Bonzer Bunny, Ship sẽ giết good cuối cùng nha. À, chạy đi đâu. Để đâu đây ta, để đâu cho nó khó cứu đây ta. Để ngay cái tàu lửa đi. Ok. Vô. Vậy là còn ba đứa đang giải mã các bạn. Đây. À, hai đứa này đi chung. Có chiêu này đúng mạnh luôn các bạn. Các bạn chơi thắng nhiều vòng thì các bạn sẽ mở được skill mới nha. Daddy tới đây, đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Đâu rồi nhờ? Mới thấy đây luôn, hai đứa lận. Đây. À, hàng màu xanh này Ship chưa bắt nó nè. Chưa bắt chưa sợ các bạn. Lại đây bạn ơi. Bạn không thể nào chạy thoát được Daddy Long Legs đâu. Sao mà chạy được? Chạy đi đâu vậy? Trời ơi, cố gắng vô ích thôi. Đứng lại. Chết chắc rồi các bạn. Một tán nữa chết chắc luôn nè. Cái nữa. À. Ok. Ship đem đi đây. Đem đi nhốt ở đây đi. Còn hai đứa nữa. Nó ở trên các bạn. Ôi nó đang cứu rồi kìa. Trời nó cứu được rồi. Tức thiệt sự luôn á.
chạy nè, đúng lì luôn. Để ship đem nó lên, bỏ trên sân khấu các bạn. Đâu rồi ta, cái chỗ bỏ trên sân khấu đâu rồi ta? Ở đây các bạn. Nếu mà các bạn tải được vào chơi với ship thì rất là vui các bạn. Mà ít bạn nào tải được lắm. Cái này là game trên máy tính các bạn, không có chơi điện thoại. Ship thấy nó ở dưới rồi nè các bạn. Đâu rồi ta? Đâu? Sao mà thoát được? À đây! Chạy hả? Chạy đi đâu? Mommy là mạnh nhất rồi, Daddy là mạnh nhất rồi các bạn. Map này là các bạn phải chơi Mommy Long Legs mới được. Đây. Chạy nè. Chạy đi đâu? Chạy nè. Ui. Ui, nó chạy vòng vòng các bạn. Trời. Sao ship toàn gặp người chơi hít troll ship quá vậy? Tức thiệt sự luôn á. Nhưng chết chắc rồi. Chạy nữa đi. Đứng dậy chạy nữa đi. Ok, bỏ vô. Bây giờ Root ơi, Root nạp mạng cho ship đi Root ơi. Đừng giải đố nữa. Để xem Root ở đâu. Root trên đây các bạn. Chiêu này đúng mạnh luôn á, thấy được người chơi á. Nhưng mà chỉ thấy được 1-2 giây à. Đây. Root ơi, Bonzo Bunny lại đây với Mommy nào. Bonzo Bunny lại đây với Daddy nè. Bonzo, một hit nè. Ui, Root đóng cửa các bạn. Đi đường nào ta? Đây. Good ơi, sao mà Good chạy được? Good tính xuống cứu nó hả Good? Chết chùm đi nè. Ship mà làm quái vật thì mọi người không sống nổi đâu. Ok, và ship đã mở khóa được Daddy Long Legs. Nếu các bạn muốn ship mở khóa thêm Mommy và Tuột thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho ship biết nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích video của ship thì hãy nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.